Nói thì hay thôi, nhưng mà không nên dùng. Nhưng nếu họ thấy đó là sự chân thành và ông này ông chia sẻ bằng chính cái giá trị trải nghiệm của ông ấy, và người ta phải cảm nhận được sự chân thành, thì người ta bảo là gì ạ? Được, mình cứ tin thầy đi, mình cứ làm đi, chắc là nó sẽ ổn thôi. Nhưng mà nếu mà tôi có giao tiếp hay, tôi có nói những cái câu chuyện rất là trí tuệ, nhưng các anh chị không tin thì anh bảo vào đây nghe thằng Tuấn nói chuyện cho vui, chứ các anh chị không làm, chắc chắn một điều là như vậy. Vậy thì tôi nói với bạn rằng bạn không được lầm lẫn giữa giao tiếp của phần thân, tức là việc hay nói, hay cười, thì bạn cho rằng đấy là khả năng giao tiếp. Con học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại, con có khả năng giao tiếp à? Thầy cho con xin lời khuyên về nghề nghiệp sau này không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng, cái việc đầu tiên mà tôi chia sẻ với bạn rằng là để mà có cái nghề nghiệp sau này, thì việc thứ nhất là bạn phải liệt kê được những cái kỹ năng cần phải có. Cần phải có. Nguyên tắc trong cuộc đời này tôi muốn chia sẻ với bạn ba từ thôi, mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải canh cánh ở trên bên người mình, thì bạn mới thành công được và bạn mới sống tử tế được. Tức là câu hỏi là gì ạ? Có ba từ thôi. Để làm gì? Thế thì khi mà bắt đầu bạn đặt câu hỏi là bạn muốn có nghề nghiệp tốt sau này, thì bạn phải đặt câu hỏi để làm gì. Ví dụ vậy, bắt đầu bạn mới trả lời muốn có nghề nghiệp tốt thì để kiếm tiền, thì có nghĩa là trong kinh tế đối ngoại bạn phải biết tài chính. Để làm gì? Để trở thành một cái nhà chia sẻ với mọi người về dạy về kinh tế đối ngoại tốt nhất, thì bạn phải là người gì ạ? Có trí tuệ và chia sẻ đi bằng tâm khẩu. Và để làm gì là bạn học cái này xong rồi bạn muốn trở thành một cái người có danh vọng lớn nhất ở Việt Nam, thì bạn phải đặt ra câu hỏi để làm gì. Từ cái câu hỏi bạn đặt ra câu hỏi để làm gì, và trong cuộc sống của tôi luôn luôn đặt câu hỏi để làm gì. Ví dụ tôi là người giàu nhất thì cuối cùng để làm gì? Hoặc tôi là người nổi tiếng nhất thì cuối cùng để làm gì? Tôi là người để lại di sản cho đời thì tôi lại đặt câu hỏi để làm gì? Và khi nào bạn phải trả lời được cái từ để làm gì, thì nó mới xuất hiện sứ mệnh trong con người bạn. Còn nếu bạn không bao giờ bạn trả lời để làm gì được, thì bản chất là bạn đi loanh quanh trong cuộc đời này để bạn kiếm ăn mà thôi. Và tôi đã từng như vậy. Và khi bạn đã trả lời được và bạn tìm được sứ mệnh của mình, thì bây giờ bạn sẽ tìm được con đường đi của mình, đó là nghề nghiệp. Nếu bạn tìm được nghề nghiệp của mình, thì chắc chắn một điều, bạn sẽ tìm ra các cái kỹ năng mà mình có. Và nên nhớ, đừng bao giờ dựa vào một cái kỹ năng con của mình để chọn nghề. Như bạn bảo con có khả năng giao tiếp à? Theo bạn, thế nào gọi là có khả năng giao tiếp? Bắt đầu bằng cái từ có khả năng giao tiếp nhé. Và rất nhiều người nhầm lẫn là giao tiếp, năng lực giao tiếp với lại việc gì ạ? Hay nói và nói nhiều. Giao tiếp bản chất ở đây nó biểu hiện bằng cả ba thứ: giọng nói, nội dung nói, tức là cái phần ngôn ngữ đấy, và gì ạ? Hành vi. Và đặc biệt là hành vi. Và trong đạo Phật thì khi chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta có ba cái tầng giao tiếp cơ mà. Thực ra bạn hay nói là bạn giao tiếp phần thân thôi, nhưng thân của bạn nói ra cái gì mà nó có trí tuệ, nó cộng hưởng với người đối diện, thì nó mới tạo ra cái gì ạ? Cuốn hút về mặt nội dung. Nhưng cuốn hút về mặt nội dung xong
thì chưa chắc họ tin bạn, mà họ không hợp tác với bạn. Họ thấy bạn nói chuyện rất hay nhưng họ vẫn không hợp tác với bạn vì họ cảm giác nó không an tâm, vì họ không nhìn thấy giao tiếp bằng tâm từ bạn, mà người ta hay gọi bằng từ gì ạ? Chân thành. Vì vậy trong cuộc đời này khi giao tiếp nó phụ thuộc vào ba yếu tố. Một là thân, là giao tiếp, là cái phần hiển thị mắt thấy, tai nghe, nó gọi là tầng gì ạ? Tầng thô thiển thôi. Tuệ là cái phần gì ạ? Nói đúng, nói trúng và nói đúng tầm bậc, tầng bậc mà của người đối diện mà họ muốn nghe và cùng tầng bậc với họ, thế là họ gì ạ? Họ thích nghe. Nhưng nghe xong để mà tên và họ làm theo mình thì chưa chắc, là bởi vì còn cái gì ạ? Cái tầng của tâm nữa cơ mà. Và khi tâm của họ không tên thì họ bảo nghe thằng Tuấn nói thì hay thôi nhưng mà không nên dùng. Nhưng nếu họ thấy đó là sự chân thành và ông này ông chia sẻ bằng chính cái giá trị trải nghiệm của ông ấy, và người ta phải cảm nhận được sự chân thành, thì người ta bảo là gì ạ? Được, mình cứ tin thầy đi, mình cứ làm đi, chắc là nó sẽ ổn thôi. Nhưng mà nếu mà tôi có giao tiếp hay, tôi có nói những cái câu chuyện rất là trí tuệ, nhưng các anh chị không tin thì anh bảo vào đây nghe thằng Tuấn nói chuyện cho vui, chứ các anh chị không làm, chắc chắn một điều là như vậy. Vậy thì tôi nói với bạn rằng bạn không được lầm lẫn giữa giao tiếp của phần thân, tức là việc hay nói, hay cười, thì bạn cho rằng đấy là khả năng giao tiếp. Mà có những người họ chẳng có khả năng giao tiếp nhưng ai cũng quý họ và ai cũng nghe họ, ai cũng tin họ. Còn có những người thì nói chuyện rất nhiều, đến đám đông nào cũng trở thành một cái người nổi bật trong đám đông, nhưng cuối cùng chả ai tin. Thế thì đấy là gì ạ? Đi ngược lại với cái khả năng giao tiếp, tức là khả năng giao tiếp tồi chứ không phải khả năng giao tiếp tốt. Cho nên là thầy khuyên con là đừng có quá tập trung vào định nghĩa cái khả năng giao tiếp của con làm gì. Cái câu chuyện thứ hai là gì ạ? Cũng không bám chấp vào một cái kỹ năng nho nhỏ như vậy, bởi vì kỹ năng giao tiếp chỉ là 1/100 trong các cái kỹ năng trở thành làm nghề giỏi mà thôi. Vậy thầy khuyên con có 3 bước phải làm và hành động ngay. 1. Đặt câu hỏi để làm gì để tìm ra sứ mệnh của mình. Nếu mình muốn là nhà tài phiệt về tài chính, bắt buộc bạn phải giỏi về tài chính. Nếu bạn muốn trở thành một người số 1 Việt Nam về huấn luyện và đào tạo thì bạn phải trải nghiệm thật nhiều. Đừng sợ chết và cho đi. Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một doanh nhân kiệt xuất của Việt Nam, bắt buộc bạn phải hiểu 6 mảng: nhân sự, tài chính, kinh doanh, chiến lược, pháp lý và vận hành. Thế thì bây giờ bạn phải xác định bạn là ai. Xong sau đó bạn gì ạ? Xác định một con đường để đi đến mình là ai. Sau đó gạch ra các cái kỹ năng. Giả sử để trở thành ai thì chúng ta cần 500 kỹ năng. Vậy bây giờ bạn thấy rằng kỹ năng giao tiếp của bạn nó còn giá trị nữa không? Nó chỉ là 1/500, nó không còn ý nghĩa nữa. Thế thì bây giờ ta mới thấy là lộ trình 5 năm lần thứ nhất ta hoàn thành bao nhiêu kỹ năng, 5 năm lần thứ hai ta hoàn thành và rèn luyện được bao nhiêu kỹ năng. Và như vậy sau hai cái 5 năm như vậy thì chúng ta có đủ kỹ năng để trở thành một cái mình là ai đấy, rất ra gì và này nọ đấy, kiểu như vậy. Thì bây giờ là gì? Bạn mới đi đến đích. Và bây giờ khi chúng ta bước đi một bước chân nào đều là một bước chân có giá trị vì chúng ta đang về đích. Còn nếu như chúng ta không có xác định cái đích của cuộc đời thì mỗi bước chân chúng ta đi dù nhanh hay chậm ta đều gặp rất nhiều rủi ro vì không biết chúng ta đang đi đúng đường hay đi lạc đường. Vậy thầy khuyên con, việc thứ nhất tìm ra sứ mệnh, việc thứ hai liệt kê tất cả các kỹ năng để gì ạ? Việc thứ hai tìm ra cái nghề, con đường để đi đến sứ mệnh. Việc thứ ba liệt kê ra tất cả các cái kỹ năng cần phải trang bị
Xong cái cuối cùng là gì ạ? Lên cái kế hoạch hành động trong từng thời khắc mà để chúng ta đạt được cái từng cái kỹ năng đó. Rồi chúc con thành công. Và đặc biệt là học kinh tế đối ngoại là một cái ngành cũng khá là rất cần thiết và hấp dẫn trong cái tương lai gần đấy. Thì chúc bạn thành công vì đó là một con đường khá rộng. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm với tất cả các ngành đào tạo. 1. Khoa quản trị kinh doanh, đào tạo về kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau, dành cho học sinh trung học phổ thông, khoa quản trị kinh doanh Business One. Dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chưa có việc làm, Business 2. 2. Khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, CEO Tourist. 3. Khoa quản trị nhân sự. 4. Khoa quản trị tài chính. Các bước để trở thành tân sinh viên của trường Doanh nhân Siêu Việt Nam. Bước 1. Thí sinh đăng ký dự thi. Bước 2. Thí sinh làm bài thi kiểm tra tố chất nghề nghiệp. Thí sinh được phỏng vấn bởi hội đồng giám khảo là các doanh nhân và quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp. Bước 3. Ký hợp đồng đào tạo. Bước 4. Thí sinh nhập học và trở thành tân sinh viên của trường Doanh nhân Siêu Việt Nam.